Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hình Đạt. Rồi thì hôm nay mình sẽ quay cái clip này lại cho các bạn xem. Thì bữa hổm mình có post trên phần tab cộng đồng, mình đã hai nước cá gần như là hết rồi các bạn. Chỉ còn một số con là mình chưa có hai thôi. Và hôm nay thì mình quyết định là mình sẽ quay lại theo yêu cầu của các bạn, là quay những cái con cá từ đó đến giờ mà mình đã review ở trên YouTube á. Mình sẽ quay lại và có những con nào thì mình sẽ quay là hết. Để coi có hot hot gì không thì mình sẽ kể lại câu chuyện đó cho các bạn cùng nghe nha. Ok, thì bây giờ để mình đếm coi hiện tại là bao mình còn bao nhiêu con nha các bạn. Đây để mình đếm nha, từ ở dãy trên đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46 các bạn. Bên đây một con nữa, 47. 47 bên đây là một bầy cá mái các bạn, tầm 5 con. 47 cộng với 5 là 52 con các bạn. 52 con cộng với một con mình đang cho nó nuôi cá con là 53 con các bạn. Hồi nãy đây là 47, 47 cộng với 5 là 52. 52 cộng với 1 là 53 con các bạn. Hiện tại mình có 53 con ở đây. 53 con. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Ở đây nữa chắc cũng gần cả trăm con á. Hôm gài mình ra video cũng khá là ít thì mong rằng là các bạn cũng thông cảm nha. Thì bây giờ trước khi mà quay những con cá thì mình sẽ nói trước với các bạn biết một chuyện như thế này. Là mình không thể nào mà tặng hết cho tất cả các bạn được. Vì sao? Tại vì nếu như mình tặng hết mình lấy gì mình chơi các bạn. Mình sẽ tặng cho một vài bạn may mắn mình lựa những con cá đẹp mình sẽ tặng cho các bạn. Đó thì cái gì thì mình sẽ không nói và đến khi nào mà đủ 10.000 sub thì mình sẽ tặng cá cho các bạn. Thì tới đó thì mình sẽ công bố hệ lệ và mini game như thế này cho các bạn biết nha. Ok, bây giờ quay lại cái vấn đề chính là mình sẽ show cá cho các bạn xem để xem vẻ đẹp nó như thế nào. Và nếu như thích cái clip này đừng quên đi lại tôi một like và một đăng ký nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay cái dàn trên này trước cho các bạn cùng xem nha. Thì trước tiên là mình sẽ quay cái con cá bên đây trước để xem đây là con cá gì nha các bạn. Mình sẽ bỏ cái kiến vào. Rồi, các bạn cũng đã thấy rồi đó. Và đây là chính là một trong những 8 con cá mà anh Trần Phước đã tặng cho mình nè các bạn. Đây là con máu gian các bạn. Con gian nhưng mà không phải gian thật thụ mà là máu gian giống con giant đó các bạn. Sau khi mình quay xong á thì mình sẽ bỏ một con cá này nó ở bên đây nha các bạn. Và mình tiếp tục sẽ quay con kế tiếp cho các bạn cùng xem. Con kế tiếp đây các bạn. Mình sẽ bỏ vào. Và xin thưa với các bạn thì đây là cái con cá Dumbo nha các bạn. Dumbo giống kiểu lavender vậy đó mà cái màu nó hơi lạ xíu. Thì cái con này lúc trước là tôi đi lên trên Đồng Tháp nè các bạn. Tôi sắm nó về nè. Thì nó đây. Nói chung là con này nó rất là đẹp các bạn. Khá là ok đấy. Rồi tôi sẽ bỏ nó qua bên đây nha các bạn. Tiếp theo là con thứ ba. Để xem đây là con gì nha các bạn. Con này thì phải gọi là khá là VIP luôn nè các bạn. Hiện tại nó đang hot trend luôn á. Thì cái con này là con Marble Dog nha các bạn. Đây. Rất là đẹp luôn. Cái con này là một người anh đã tặng cho tôi nha các bạn. Nhưng mà đã giấu tên. Các bạn có coi cái clip kia thì các bạn cũng đã biết con cá này rồi. Mình sẽ bỏ nó qua bên đây nha các bạn. Và tiếp theo là mình sẽ quay con cá kế tiếp cho các bạn cùng xem. Và chắc chắn rằng là các bạn sẽ không bao giờ mà quên được chú cá này đúng không? Vì nó đã xuất hiện 2-3 clip của mình rồi các bạn. Và ngày hôm nay thì con cá này nó được lên TV tiếp các bạn ơi. Thì đây là cái con mà mình mua ở Benta Shop nha các bạn.
Đây, rất là đẹp luôn. Tiếp theo là một bé cá khác nữa nha các bạn. Và đây chính là một trong 8 con cá mà anh Trần Phước đã tặng cho mình. Thì đây là cái dòng Fancy nha các bạn. Thì đây chính là con Red Fancy nha các bạn, của anh Trần Phước đó. Và con cá này bây giờ thì so với lúc trước thì bây giờ nó đã đẹp hơn rất là nhiều rồi. Đó, nói chung là cái màu nó lên đã cũng khá là đậm luôn các bạn. Mấy con gà nó gái quá trời gái luôn rồi các bạn, cũng không cảm cho tôi nha các bạn. Và tiếp tục là cái con kế tiếp nha các bạn. Lại tiếp tục là anh Trần Phước các bạn ơi. Không thể nào mà thiếu anh Trần Phước ở đây được. Chắc ảnh đang ách xì ở trển á. Và đây chính là cái con cá mà giống như là multicolor đấy các bạn. Và con này là tôi mua của anh Trần Phước chứ không phải là tôi được anh Trần Phước tặng nha. Và đây chính là cái con, nói chung là cái ngoại hình của con cá này nó khá là to luôn á các bạn. Nó khá là gồ ghề như là một con trâu nước vậy đó các bạn. Nó bự dữ lắm. Mà cái màu nó rất là đẹp và nó đã lên hết rồi. Tiếp theo là một con cá phải gọi là full màu luôn. Con cá này là một cái dòng khác, khác so với những con này rất là nhiều. Và đây chính là cái con gì? Và đây chính là một con Nemo nha các bạn. Đây chính là con Nemo Cooper. Và cái màu của nó thì nó lên hết rồi. Nói chung là cái con này được một người anh tặng nha các bạn. Nó, nói chung là nó khá là đẹp. Rồi nó đã trốn mình rồi các bạn. Để mình quay thêm một vài chi tiết cho các bạn cùng xem. Nó đâu rồi? Trốn mình rồi. Đẹp ha. Thì cái nước màu vàng này các bạn thấy là nước lá bàn đó các bạn. Để qua đây. Tiếp theo, cái con cá này thôi phải nói luôn là tuy nó nhỏ nhưng mà màu nó lên cực kỳ đẹp luôn các bạn. Tôi sẽ lấy lên cho các bạn cùng xem. Đây các bạn, tuy nó nhỏ nhưng mà nó lên màu nó rất là đẹp luôn đó các bạn. Và cái con cá này thì mình rất là ưng ý luôn. Nó vừa rẻ mà nó vừa rất là đẹp. Mà con cá này là mình mua của anh Phấn Beta các bạn. Đẹp lắm. Rất là đẹp luôn. Tiếp theo là một chú cá khác nữa các bạn ơi. Phải nói là một con cá thì mình sẽ quay trong vòng 1 phút hoặc là nhanh hơn để có thể là kịp hết tất cả những con cá các bạn. Và tiếp theo là một con cá khác. Đây chính là một con cá mà còn hơi tơ nha các bạn. Đây. Và đây chính là một con cá mà được anh Phù Sa Beta tặng cho mình đó các bạn. Thì chú cá này thì nó cũng khá là ổn. Và mình nghĩ là một thời gian nữa thì nó sẽ rất là đẹp luôn đó các bạn. Nó. Và tiếp theo là một con cá tiếp tục của anh Beta Phù Sa. Nhìn từ xa là mình đã biết của anh Phù Sa Beta và Beta Phù Sa rồi các bạn. Đây là một cái con cá ly hia các bạn. Ly hia đồng. Những cái chú cá ly hia đồng này thì phải nói là cực kỳ khó quay luôn á các bạn ơi. Và ok thì mình cũng đã quay đấy cho các bạn cùng xem rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ xuống nha. Bây giờ là các bạn muốn mình review keo nào nè. Đó, các bạn cứ bình luận xuống bên dưới đi. Ê, con cá này đẹp quá nè. Ê, bây giờ thôi đi. Mình sẽ review từ ngoài vô trong nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ lấy con này trước. Ê, quên bật đèn. Để tôi bật đèn lên cho các bạn cùng xem. Ok. Và đây chính là một cái chú cá mà được một cái anh tặng cho mình các bạn. Thì anh này là chuyên về Mabo và đã tặng cho mình cái con cá này. Thì con này cũng là Mabo luôn nha các bạn. Ok. Nói chung là nó cũng rất là dễ thương. Một cái màu trắng muốt luôn các bạn. Rất là dễ thương nha. À, nhìn dễ thương không? Các bạn thích con này không các bạn?
hãy bình luận xuống cho tôi biết nha các bạn. Và tiếp theo là một con marble khác nha các bạn. Con này marble là chính gốc luôn. Marble dot. Dot tờ nha. Marble dot mái nha các bạn. Thì các bạn thấy người đó nó rất là đẹp đúng không? Đó, khỏi phải bàn cãi luôn các bạn. Tại sao mình bỏ nó ra keo như thế này? Tại mình thích thì mình bỏ thôi các bạn. Nhưng mà nó đẹp thì mình cho nó ra keo. Rồi tiếp theo là mình sẽ quay một con kế tiếp. Cái con cá marble này thì là hỷ sinh của anh đó đã tặng cho mình luôn. Thì nó là các bạn, rất là đẹp luôn nha. Đó các bạn thấy chưa? Mình sẽ bỏ xuống nha các bạn. Tiếp theo là một bé marble. Cũng là marble luôn. Con marble này là con marble mái nha các bạn. Mà các bạn cũng thấy rồi đó, nó đẹp ghê không. Rồi để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ quay tiếp tục cái con kế tiếp nha. Con nào đẹp thì mình sẽ quay kỹ hơn một chút nha các bạn. Và đây chính là cái con mình sẽ quay kỹ nó nè. Cái con cá này là Lihir quan giả hái thì phải. Mình đã bỏ nước lá bàn vô nha các bạn. Cái con này để muốn thấy cái vẻ đẹp của nó các bạn thì rất là khó luôn. Đó, các bạn muốn thấy vẻ đẹp nó không? Nó khi mà nó bung lên thì nó rất là đẹp luôn đó các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ quay con kế tiếp. Đây chính là một cái con Dumbo. Đây chính là cái con gì thì nãy giờ nói nhiều quá quên rồi. Cái con là Dumbo White nha các bạn. Đây là con Dumbo White. Thì con này là ngày xưa tôi nhớ không nhầm là tôi mua của anh Liễu Phú Beta các bạn, ở cái kênh YouTube là Đạt M8 á. Lúc đó là tôi mua con cá này, lúc đó nó là hỷ sinh thôi. Mà bây giờ nó lớn như thế này rồi đó các bạn. Nó nằm ở dưới bên đây nè. Để tôi quay từ trên xuống cho các bạn xem. Đó các bạn thấy vẻ đẹp của nó chưa? Rồi tôi sẽ để nó bên đây nha các bạn. Tiếp theo là một con cá kế tiếp. Đây chính là một con Lihir đồng nha các bạn. Đây. Từ trên cao nhìn xuống nè các bạn. Rồi tôi sẽ để qua bên đây nha. Và tiếp theo là những con cá kế tiếp. Đây chính là một cái con cá mà mình đã bỏ rất là nhiều lá bàn. Cái màu lá bàn nó đậm lè luôn nè các bạn. Cái này thì mình phải mở đèn lên thì coi nó sẽ kỹ hơn các bạn ơi. Tại vì cái đèn pin của mình nó muốn hết pin rồi đó. Cho nên là mình cũng hạn chế bật đó các bạn. Các bạn cũng thông cảm nha. Thì cái con này nó là tơ thôi các bạn. Anh nói với mình cái con cá này cũng cách tơ thôi. Nhưng mà tơ thôi mà mình thấy nó lên màu đẹp ghê luôn á. Nó là full màu hết rồi đó các bạn. Nè các bạn thấy không? Con cá tơ này thì nó chỉ có 2 tháng mấy 3 tháng thôi các bạn, mà cái màu của nó lên đã rất là đậm rồi. Nhưng mà mình thấy cái đuôi vây đuôi của nó thì nó không được đẹp cho lắm. Thật sự là nó như vậy luôn á. Nhưng mà con cá này thì mình chấm nó ở cái điểm là màu nó đẹp đó các bạn. Rồi, mình sẽ để nó qua bên đây nha. Từ trên cao nhìn xuống nè các bạn. Nó hơi tối ha. Thôi kệ đi, bỏ qua một bên đi. Rồi tôi để trời ơi mệt quá các bạn ơi, để mà quay được hết những con cá này thì phải gọi là quá trời mệt mỏi luôn. Và hôm nay thời tiết khá là nắng nóng. Thì tiếp theo, tôi nhớ không nhầm thì cái con cá này là con cá hỷ sinh mà ngày xưa tôi đã mua nè các bạn. Thì cái con cá này là một con cá màu đỏ. Red gì tôi chả nhớ luôn, chắc fancy red hay gì. Đó các bạn thấy vẻ đẹp của nó chưa? Thì nói chung là con này nó cũng khá là ok nha các bạn. Mình mua từ lúc hỷ sinh đến bây giờ, mình nuôi đến bây giờ luôn đó các bạn. Nó nói chung là nó khá là đẹp và rất là dễ thương ha. Tiếp theo nha các bạn. Con cá này tôi cũng chấm nó điểm cao lắm nha các bạn.
Thì đây chính là một cái con cá mà được anh Beta Phù Sa tặng á các bạn. Rất là đẹp luôn các bạn. Hai, nãy giờ là cuối cùng mình cũng đã quay được bao nhiêu đây rồi đó các bạn. Và còn một số ở đây nữa nè. Mình sẽ quay nhanh ha. Ở đây là một cái chú cá thủy sinh. Thủy sinh của anh đó tặng cho mình. Đó. Cái con cá này thì nó khác những con cá kia ở một chỗ là ở cái phần sau của nó thì nó là xanh lè luôn, blue á các bạn. Còn ở phía trước là white và hai cái tai bơi của nó thì nó đã lên full xanh hết rồi các bạn. Rất là đẹp luôn. Để qua một bên nha. Bây giờ mồ hôi tôi nó nhiễu như là nước vậy các bạn. Đây, kế tiếp cho các bạn xem nha. Một cái con cá này là mua đã rất từ thì cái con cá này với các bạn thì nó đã rất là lâu rồi. Nó chung với cái con cá này nè các bạn, lúc trước mình mua hy sinh á thì đến bây giờ mình nuôi đến bây giờ luôn á. Thì con cá này đây. Thì nói chung là mình cho ăn cũng không có dư giả gì xịn sò như người ta, nên là con cá nó cũng không có lớn bằng người ta. Đó các bạn. Để qua một bên đây nha. Giờ để hết cái đường đi luôn rồi. Để qua một bên. Đâu có mệt đâu các bạn. Đổ mồ hôi nhiễu nhão luôn rồi chứ đâu có mệt. Rồi tiếp tục là sẽ quay hết cái đống này cho các bạn cùng xem nha. Không có mệt, đổ mồ hôi à chứ không có mệt. Rồi thì quay con cá này luôn cho các bạn cùng xem nha. Quay từ trên cao quay xuống luôn rồi các bạn. Thì cái con cá này là cái con cá mà lúc trước mà mình đã cho nó lai tạo với cái con cá mà Correct Galaxy đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bỏ nó xuống nha. Và có một số bạn hỏi ở anh ơi bây giờ cái con cá đó nó còn bao nhiêu con. Thì mình xin thưa với các bạn là nó chỉ còn có một con thôi. Và con đó là mình đã đem cái con cá đó qua bên đây cho con cá này nó nuôi luôn các bạn. Thì mình đã lai tạo một con cá khác nữa rồi các bạn. Nhưng mà mình quên là quay clip để cho các bạn xem đó. Thì đây chính là cái con cá đó các bạn. Thì cái con cá màu đen này chính là Black Tupper các bạn. Thì có những con cá con nó ở trong đây nè các bạn thấy không. Đây là những con cá con các bạn. Rất chi là đẹp luôn. Mà không biết lớn nó có đẹp giống vậy không. Rồi thì tiếp tục mình sẽ quay kế tiếp cho các bạn cùng xem nha. Hai ơi, đây là một cái con cá. Con cá này chính là cái con cá là gồng đỏ các bạn. Gồng đỏ nha. Đây, gồng đỏ. Bỏ một bên. Tiếp tục thì con cá này là lúc trước mình mua để so sánh với cái con cá của anh Beta Trần Phước á. Cái con cá đó là cái con cá so sánh của mình đâu rồi ta. Cái con cá so sánh đó nó nằm ở đâu rồi. Đây. Con cá này mình so sánh nè các bạn. So sánh với con cá này nè. Và đây chính là nó. Để mình quay gần cho các bạn xem. Thì quả nói là đúng thiệt, nó không có lên màu các bạn. Những cái phần đốm đốm của nó trắng trắng đó là nó không lên nổi nữa các bạn ơi. Nó chỉ vậy thôi. Và ok, để qua bên. Tiếp theo là mình sẽ quay cái giải này các bạn. Thì đây chính là cái con cá mà mình được anh đó tặng luôn các bạn ơi. Anh giấu mặt á. Tiếp theo nha các bạn. Đây chính là một con trâu nước mà mình đã bị lừa khi mà mua nó nè các bạn. Thì cái con cá này á, là cái con cá không phải là rách lu nha các bạn. Mà nó chính là cá sim, cá già rồi các bạn. Nói chung là nó khá là to đó. Tôi tưởng nó như là một con da như đấy các bạn đó. Thật sự ra nó không phải là rách lu nha. Tiếp theo, đây chính là một cái người em của mình đã tặng cho mình một con cá này các bạn. Thì đây chính là một cái con cá mà nói chung là nó cũng không phải là thuộc cái dạng mà cá đẹp. Cá kiểu như là người ta cá giạt thôi các bạn. Nhưng mà thôi kệ đi, tấm lòng của em thì mình sẽ nhận nha các bạn. Kiểu như nhà nó không có thức ăn nữa, cái nó tặng cho mình luôn các bạn ơi. Và hôm nay thì mình sẽ review tiếp những con cá tiếp nha. Thì đây chính là cái con cá mà anh giấu mặt tặng cho mình. Thì lúc đó anh tặng cho mình tới 8 con rồi các bạn. Tiếp theo nha. Cái con cá này là ngày xưa mà mình đã mua nó nè các bạn. Cá hy sinh á. Đến bây giờ thì nó đã lên màu rất là ok luôn. Và đây chính là cái con cá Marble nha. Tiếp theo là những con cá kế tiếp. Đây chính là một con đuôi tươi nè các bạn. Giống như là tóc bị rụng vậy đó các bạn. Nó đuôi tươi tóc bị rụng.
Thì lúc này là mình mua trên Lazada các bạn. Con cá này hình như sao mấy bảy mấy ngàn hay gì đó, không biết phải không nữa. Nhớ tầm cỡ đó đó, màu đen. Rồi bỏ qua bên nha. Rồi ở bên đây là một cái con cá mà ở mua của chạy cá chợ gì đó các bạn, mà ba con nhưng mà còn có một con thôi nha. Rồi quay nhanh luôn chứ các bạn cùng xem luôn nha. Ở đây là một cái con cá mà được anh giấu mặt tặng. Đây cũng là anh giấu mặt tặng luôn. Riêng cái con cá này, riêng cái con cá này á, thì mình đã mua chung với cái con cá mà lách lưu giả tạo các bạn. Thì mình đã mua chung với con lách lưu mà không phải lách lưu á, là con cá này nè, là con cá mái với cá trống á. Ở trong đây á, là con cá gì đây? Cái con cá này thì nó hơi tơ các bạn. Con cá này là được anh Beta Phù Sa tặng nè. Nó nói chung là nó không có được đẹp lắm. Còn cái con cá này là con cá ly hia các bạn, mình được tặng nha. Ủa, lộn, con cá này mình mua các bạn ơi. Con cá này mình mua ở bên chợ. Tiếp theo là một con cá ly hia đồng đó. Và bên đây là một con cá mình nuôi nó từ nhỏ đến bây giờ luôn á các bạn. Từ cái lúc mình đặt từ đó, nói chung là con cá này là Hatch Moon. Và hai con bên đây là hai con coi đen sọt guppy nha các bạn. Ở bên đây là những cái con cá của mình luôn. Nói chung là những con cá trên keo á thì nó sẽ đẹp hơn cái con cá ở không phải trên keo. Thì đây là những cái con cá đó. Đây một con màu đen. Bên đây là con cá mái. Hai con. Rồi con cá này em mình tặng các bạn. Nói chung là những con cá đây nó cũng không được đẹp cho lắm. Và hôm nay thì mình sẽ quay những con cá ở đây cho các bạn xem. Ở trong đây là những con cá mái các bạn. Thì mình sẽ quay sơ lược cho các bạn xem thôi. Đây là con cá mái nè. Nói chung là con này nó cũng được rồi nè. Rồi thì quay về bên đây để mình mở cái đèn lên cho các bạn cùng xem. Đây chính là một cái con mà mình đã rất là thích luôn. Đợi cái mình, các bạn đợi mình chút xíu. Đây các bạn có thể thấy vẻ đẹp của nó nè các bạn. Phải gọi là nó cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Đó. Rất là đẹp luôn. Mình mới thả nó hôm qua vô mà hôm nay nó đã nhả bọt rất là nhiều luôn nè. Đây là một con cá mà mình rất là thích nha các bạn. Và ở bên đây là một con cá. Con cá này thì mình thấy nó rất là dễ thương luôn nè các bạn. Đây các bạn có thể thấy nó là cái con cá này á, là con cá két panda nha các bạn. Và nó rất là dễ thương luôn á. Thật sự là rất là dễ thương luôn. Các bạn nhìn cái mặt của nó nè, rất là dễ thương luôn. Còn đây chính là cái con cá mà mình đã mua của anh Trần Phước các bạn. Đó, nói chung là những con cá ở đây. Rồi, bây giờ thì mình sẽ quay qua bên đó để quay cho kỹ cho các bạn xem bên đó có cái gì nha. Quay về cái thùng xốp ở bên đây thì xin giới thiệu với các bạn, đây là những cái con cá tạp, những con cá guppy tạp các bạn, mà ngày xưa mình đã được tặng đó các bạn, và bây giờ nó đã rất là nhiều luôn. Và ở trong đây thì có những cái con cá dạ quang mà mình đã bỏ chung nó với nhau luôn á các bạn. Và ở đây là mình để cho nó là khi nào mà mình có trùng chỉ á, mình mua về thì mình sẽ bỏ vô đây, đi học về mình sẽ mua bỏ vô đây. Và tiếp tục là mình sẽ quay qua ở bên đây cho các bạn cùng xem nha. Thì ở bên đây là một cái con cá. Con cá này thì mình mua ở trên mạng. Thì nó chính là cái con cá. Ôi trời rầm rồi các bạn ơi, sắp mưa rồi. Thì quay lẹ cho các bạn cùng xem luôn. Thì đây chính là cái con cá lóc. Cá lóc nướng chui hả? Lộn. Cái con cá lóc này là chính là cái con cá lóc vây xanh đó các bạn. Mà hiện tại là tôi không biết nó nuôi như thế nào, không biết cho ăn như thế nào luôn á. Bạn nào biết thì cứ bình luận nha. Và tôi nuôi chung con cá lóc này với ba con cá lóc con. Ờ không phải, ba con guppy con các bạn. Nuôi chung nó để cho nó hòa thuận với nhau và nó sẽ rất là vui các bạn. Và hôm nay thì cuối cùng tôi cũng đã quay xong hết được tất cả những số cá ở đây cho các bạn cùng xem rồi. Thì ok, thì cuối cùng tôi cũng đã thành công và đã show qua những cái con cá này cho các bạn cùng xem. Thì bây giờ tôi cũng không gì để chia sẻ nữa. Và sắp tới thì chỉ còn có 18 ngày nữa thôi thì tôi phải thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, kỳ thi tốt nghiệp đó các bạn. Và tôi sẽ dành một tuần lễ để học
và tôi không thể nào mà ra clip được cho các bạn cùng xem, thì mong rằng là các bạn sẽ thông cảm cho tôi nha. Và sau khi mà thi xong thì tôi sẽ cố gắng ra video đều đặn hơn và không để gặp những trường hợp như thế này nữa. Lâu quá không đăng, 5 ngày mà không đăng clip luôn á, các bạn hỏi quá trời luôn. Thì thi xong sẽ đăng, cố gắng là tầm 2 ngày sẽ có một clip. Thì nói là nói vậy thôi chứ không biết là có thể là một ngày mà có một clip luôn cũng chừng. Thì không còn gì để chia sẻ nữa. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và tạm biệt. Bye bye.